Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên, ông kể lại một cách buồn bã thực sự và đây cũng là lần duy nhất ông nói về vụ ám sát trong đời của mình. Tôi đã có Chúa ở bên cạnh, đáng lẽ tôi không có mặt ở đây tối nay. You already know the assassin's bullet came within a quarter of an inch of taking my life. So many people have asked me, what happened? Tell us what happened, please. And therefore, I will tell you exactly what happened. And you'll never hear it from me a second time because it's actually too painful to tell. It was a warm, beautiful day in the early evening in Butler Township in the great Commonwealth of Pennsylvania. Music was loudly playing and the campaign was doing really well. I went to the stage and the crowd was cheering wildly. Everybody was happy. I began speaking very strongly, powerfully, and happily. Because I was discussing the great job my administration did on immigration at the southern border. We were very proud of it. Tên sát thủ đã bắn vào phía tôi. Nếu tôi không quay đầu thì tôi đã bị bắn chết. Tôi chỉ cách viên đạn 1/4 inch mà thôi. Máu từ tay tôi đã chảy ra rất nhiều viên đạn bắn ra như bình thường. Người ta sẽ hoảng loạn bỏ chạy và dẫm đạp lên nhau. Nhưng trong trường hợp này thì khác, đám đông hơn chục ngàn người xung quanh tôi vẫn ở yên đó. Thực tế, nhiều người can đảm còn đứng tìm tên sát thủ ở đâu và chỉ vào hắn. Lý do nhiều người vẫn đứng ở đó vì họ biết tôi có vấn đề và nhiều người tưởng tôi đã chết. Bảo vệ đã chạy đến và che chắn cho tôi. Lính mật vụ đã hạ gục hung thủ bằng một viên đạn. Tôi nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt buồn bã. Cho tới khi tôi đứng dậy, giơ tay cao và nói chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, thì tất cả đám đông nhận ra rằng tôi ổn và họ gầm rú lên một tiếng tự hào về đất nước mà tôi chưa bao giờ nghe ở đám đông nào. Behind me and to the right was a large screen that was displaying a chart of border crossings under my leadership. The numbers were absolutely amazing. In order to see the chart, I started to, like this, turn to my right and was ready to begin a little bit further turn, which I'm very lucky I didn't do, when I heard a loud whizzing sound and felt something hit me really, really hard on my right ear. I said to myself, wow, what was that? It can only be a bullet. And moved my right hand to my ear, brought it down. My hand was covered with blood, just absolutely blood all over the place. I immediately knew it was very serious, that we were under attack, and in one movement proceeded to drop to the ground. Bullets were continuing to fly as very brave Secret Service agents rushed to the stage, and they really did, they rushed to the stage. These are great people, at great risk, I will tell you, and pounced on top of me so that I would be protected. There was blood pouring everywhere, and yet, in a certain way, I felt very safe because I had God on my side. I felt that. Thưa quý vị, nước Mỹ là một cường quốc trên thế giới cả về quân sự lẫn về kinh tế. Không ai phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, nhiều người tự xưng mình là vô thần và coi xem thường vấn đề tôn thờ Thiên Chúa. Và họ chỉ nghĩ
Tôn thờ Thiên Chúa chỉ là một tôn giáo, là một tôn giáo như bao nhiêu tôn giáo mà con người đã nhìn thấy ở trên dương thế này, thế gian này. Tuy nhiên không phải vậy. Người ta tuyên xưng vào Thiên Chúa, vào Thượng Đế bởi người ta biết cội nguồn của mình và người ta thấy sự nhỏ bé của con người và thậm chí của cả nhân loại. Điều gì đang diễn ra tại nước Mỹ? Đại hội Thánh Thể tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể, một con số lớn khủng khiếp, hơn 50.000 người trong sân vận động đã quỳ rạp xuống trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta thấy rằng nước Mỹ vĩ đại ở đó và con người vĩ đại khi con người biết mình nhỏ bé và cậy dựa vào đấng vĩ đại như chính ông Trump cũng đã tuyên xưng vào Thiên Chúa. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Ông Trump chẳng lẽ là một kẻ ngu ngơ hay là một người tỷ phú giàu có bậc nhất trên thế giới? Elon Musk cũng là một người ngu ngơ và ông tin vào Thiên Chúa, tin vào lời Chúa trong Kinh Thánh và ông chọn Kinh Thánh là kim chỉ nam trong cuộc sống của mình. Và biết bao nhiêu nhà khoa học lỗi lạc như Einstein cũng vậy, Amber cũng thế, tại sao lại như vậy? Như thế họ tin vào Thiên Chúa, những người giàu có, những người thông minh, những người giỏi giang và cả nước Mỹ tin vào Thiên Chúa khi tuyên xưng điều đấy ngay trong đồng tiền của nước Mỹ. Phải chăng cả nước Mỹ đó là nước Mỹ lạc hậu, nước Mỹ ngu ngơ hay là những con người như tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập tập đoàn Tesla, xe điện hay là đã mua lại Twitter trước đây và nay đổi tên thành X cũng là những người ngu ngơ khờ khạo hay sao? Hay phải chăng chúng ta đặt câu hỏi ngược lại, chúng ta là những con người chối bỏ Thượng Đế, chối bỏ Thiên Chúa, chúng ta là người khôn ngoan hay là người ngu ngơ trước những con người mà chúng ta đang chứng kiến ấy, nào là cựu Tổng thống Donald Trump điển hình hay là Elon Musk? Chắc chắn một điều, cựu Tổng thống Donald Trump, ông xác tín, ông nhìn thấy thế lực sự giữ ma quỷ đang muốn làm chủ nước Mỹ và làm chủ thế giới, làm khuynh đảo thế giới. Và ông biết chắc chỉ dựa vào một thế lực duy nhất để có thể chống đỡ lại, đó là dựa vào Thiên Chúa và Thượng Đế mà thôi. I'm not supposed to be here tonight. Not supposed to be here. Yes, you are. Yes, you are. Thank you. But I'm not. And I'll tell you, I stand before you in this arena only by the grace of Almighty God. In watching the reports over the last few days, many people say it was a providential moment, probably was. When I rose surrounded by Secret Service, the crowd was confused because they thought I was dead, and there was great, great sorrow. I could see that on their faces as I looked out. They didn't know I was looking out. They thought it was over. But I could see it. I wanted to do something to let them know I was okay. I raised my right arm, looked at the thousands and thousands of people that were breathlessly waiting, and started shouting, fight, fight, fight.
Once my clenched fist went up, and it was high into the air. You've all seen that. The crowd realized I was okay and roared with pride for our country like no crowd I have ever heard before. Never heard anything like it. Thưa quý vị, thêm một video thực sự gây chấn động cho nước Mỹ. Ngay sau cựu Tổng thống Donald Trump, một nhân vật, một người phụ nữ, vào ngày mà cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát ngày 13 tháng 7, thì người dân đã quay được cảnh video một người phụ nữ và được cho là người này đã tỏ ra thái độ gật đầu dường như có sự kết nối với kẻ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump. Chúng ta bắt đầu xem video và xem lần một, lần hai, xem cảnh quay chậm lại. Đây có phải là sự bất thường trước một thái độ thoải mái, khẳng khái trước một biến cố mà những người xung quanh tỏ ra hoảng loạn, còn cô ấy thì tỏ ra nhưng không? She's completely normal, and then watch. What the fuck? What the fuck? People are freaking out. And she's filming. And she's just like right there. She's not even freaking the... Watch this shit, dude. Watch. Watch. She sits down. Yep. Watch this. Puts the sign up. She's completely normal. And then watch. What the fuck? What the fuck? People are freaking out. And she's filming. And she's just like right there. She's not even freaking the... Watch this shit, dude. Watch. Watch. She sits down. She's completely normal. And then watch. What the fuck? What the fuck? People are freaking out. And she's filming. And she's just like right there. She's not even freaking... What the fuck? People are freaking out. And she's filming. And she's just like right there. She's not even freaking the... Watch this shit, dude. Watch. Watch. She sits down. Thưa quý vị, trên nền tảng X đã có nhiều chia sẻ như là nước Mỹ không thể một mình đánh bại Satan. Và cựu Tổng thống Trump, chính bản thân ông cũng không thể. Tổng thống Trump đang đi đúng hướng khi cảm ơn Chúa và nói rằng ông đánh giá cao quyền năng của Chúa hơn bây giờ. Ông Trump cần công khai kêu gọi quyền năng của Chúa nhân danh Chúa Jesus Kitô để đưa nền Cộng hòa của chúng ta vượt qua thời điểm nguy hiểm nhất này. Chỉ khi quay về với Chúa, chúng ta mới chiến thắng mà thôi. Dominic Benjamin đã bình luận, Chúa đã quay đầu ông Trump để cứu mạng ông. Cầu mong Trump có lòng khiêm tốn để tìm kiếm Chúa bằng cả tâm hồn và trí óc của mình để đất nước chúng ta được cứu. Đó là một khoảnh khắc thay đổi cuộc đời mang tính quyết định trong cuộc đời Tổng thống Donald Trump khi đối mặt với trải nghiệm cận kề cái chết, khiến cho ông ấy, chúng tôi tin rằng chính sự can thiệp của Thần Thánh đã cứu mạng ông ấy. Ông ấy biết điều đó và chúng tôi cũng vậy. Chúa Jesus Kitô đang bảo vệ Tổng thống Trump của chúng ta. Nhiều người cũng chia sẻ hình ảnh của cựu Tổng thống Donald Trump trong buổi họp của Đảng Cộng Hòa ở Milwaukee với một nụ cười với lời bình luận rằng nụ cười của Tổng thống chính nghĩa Trump ở đây thật khác. Bạn không thể giả tạo ánh sáng đó. Chúa đã ra tay trên người đàn ông tuyệt vời này. Chúng ta hãy xem nhà đô vật nổi tiếng của nước Mỹ Hulk Hogan đã nói gì về cựu Tổng thống Donald Trump và nay là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Nhà đô vật này cũng như là một ông già, và xem ông già này nói gì về một ông già 76 tuổi là đương kim ứng viên tổng thống trong nhiệm kỳ thứ hai của Đảng Cộng hòa, cựu tổng thống Donald Trump. Happened last week when they took a shot at my hero.
and they tried to kill the next president of the United States. Enough was enough. And I said, let Trumpomania run wild, brother. Let Trumpomania rule again. Let Trumpomania make America great again. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.